Hi hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của hải thì nội dung trong video này à, mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là bán cái đồng đó là ibv trên cái sàn OKX nha các bạn thì à, đầu tiên các bạn còn phải có cái tài khoản sàn OKX và các bạn đó là kc tài khoản sàn OKX nha thì à, để mà kc thì các bạn bấm vào cái mà trang cá nhân nè rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái hồ sơ của các bạn nha thì hồ sơ của các bạn kc đó là à, được xác minh chữ màu xanh là đã xác minh như thế này nha các bạn thì xe của nó cũng khá đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần chụp mặt trước căn cước công dân, mặt sau căn cước công dân và các bạn chụp khuôn mặt của các bạn là được. Thì các bạn phải có tài khoản sàn OKX để mà các bạn cài xe đó là cài xe dự án AVV xe bước 1 và xe bước 2 nha. Rồi thì bạn nào chưa đăng ký sàn OKX đó thì các bạn có thể link vào đường link bên dưới phần bình luận nha. Mình để đó là cái đường link đăng ký tài khoản sàn OKX bên dưới nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là các bạn cần phải hiểu đừng về cái đó là sàn OKX nha. Thì ở đây mình nói sơ qua về sàn OKX nha các bạn. Thì ở đây có hai bên, một bên là sàn giao dịch nè, một bên là ví viết 3 nha. Thì các bạn chọn cho mình cái bên sàn giao dịch nè. Rồi tiếp theo đó là các bạn muốn khi mà nó chạy cái đồng avv về các bạn muốn biết cái đồng avv nó nằm ở đâu thì các bạn bấm vào cho mình cái phần tài sản nha. Khi mà các bạn bấm vào cái phần tài sản nè thì ở đây các bạn chú ý cho mình nó có hai cái tài khoản quan trọng nè, đó là tài khoản Funin nè và tài khoản giao dịch nha các bạn, các bạn bấm bên giao dịch nè thì hai cái tài khoản này nó là như thế nào? thì tài khoản Funin là các bạn có thể chuyển, các bạn có thể nhận từ sàn này sang sàn khác, từ quý lên sàn đó các bạn. khi mà các bạn chuyển, ví dụ từ quý MetaMask mà các bạn chuyển lên sàn thì nó sẽ nằm ở tài khoản Funin nha. còn cái bên tài khoản giao dịch này là là các bạn đó là khi mà chúng ta có thể chuyển từ tài khoản Funin sang tài khoản giao dịch để mà chúng ta có thể giao dịch mua bán nha các bạn thì để mà các bạn chuyển từ tài khoản Fudin sang tài khoản giao dịch và ngược lại thì các bạn bấm vào cái chỗ mà chuyển tiền nè khi mà các bạn bấm vào chỗ chuyển tiền nè thì ở đây nó có thể chuyển từ tài khoản Fudin sang tài khoản giao dịch và ngược lại các bạn bấm cái hình mũi tên đảo chiều nè thì nó sẽ chuyển ngược lại từ tài khoản giao dịch sang tài khoản Fudin đấy và các bạn nhớ nha khi mà các bạn muốn rút tiền là các bạn phải chuyển sang tài khoản Fudin nha còn khi mà các bạn giao dịch là các bạn chuyển sang tài khoản giao dịch để mà chúng ta mua bán trên cái sàn nha rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mua bán nha các bạn Thì ở những màn hình đăng nhập như thế này á Các bạn bấm cho mình vào cái chữ mà giao dịch ở giữa nè Khi mà các bạn bấm vào chữ giao dịch á Thì đầu tiên các bạn phải chọn cái cặp giao dịch Đó là AVV trên USDT nha Thì ở đây các bạn bấm vào đây để chọn cặp giao dịch nha Khi mà các bạn bấm vào á Đây, ví dụ mình bấm vào trên này Mình tìm kiếm cái cặp giao dịch đó là AVV nhưng mà hiện tại AVV nó chưa có lít xe nha cho nên mình sẽ làm ví dụ nha mình lấy cái cái đồng ETH nha ETH trên USDT mình làm ví dụ thôi nha các bạn cái này là ví dụ thôi nha còn các bạn kiếm là các bạn phải kiếm cái đồng AVV nha rồi ví dụ mình lấy cái chọn xong cái cặp giao dịch đó là AVV trên USDT như thế này thì ở đây các bạn quan trọng là hai bên một bên là mua nè một bên là bán nha các bạn đây một bên mua là xanh một bên bán là đỏ thì các bạn chọn cho mình cái bên bán nè là màu đỏ nha rồi phía bên dưới này các bạn chọn cái lệnh giao dịch nha thì ở đây các bạn uh, nó có rất nhiều cái lệnh nhưng mà các bạn không cần quan tâm đâu các bạn chỉ quan tâm cho mình chọn cho mình cái lệnh thị trường nè đấy chọn đúng cái lệnh thị trường nha các bạn đây nè các bạn chọn cho mình cái lệnh thị trường còn những cái lệnh khác là dành cho những người pro những người nâng cao nha các bạn chọn cho mình lệnh thị trường thôi đấy là chúng ta bán cái giá thị trường thì giá thị trường bao nhiêu là chúng ta bán bấy nhiêu nha các bạn rồi sau khi mà các bạn chọn cái lệnh giao dịch xong thì các bạn bấm bên dưới nè các bạn nhập số lượng vào đây ví dụ các bạn bán 5 đồng đi đấy rồi xong như vậy là chúng ta bấm vào cái nút bán như thế này là xong nha các bạn. Rồi nó sẽ thực hiện cái lệnh giao dịch cho chúng ta thôi, chứ không có gì khó khăn như vậy là chúng ta đã bán xong. Rồi sau khi mà các bạn uh, uh, bán xong thì các bạn làm sao mà các bạn đổi ra sang tiền thì uh, các bạn có thể rút về cái mà uh, ví onet hoặc là sàn Remitano nha, nó cũng đơn giản thôi các bạn. Thì cái đó khi nào mà có nó mở giao dịch cái cặp giao dịch á, mình sẽ hướng dẫn các bạn rút về ví onet hoặc là uh, sàn Remetano nha các bạn để chúng ta có thể đổi ra sang tiền nha chứ trên sàn Okex đó, thì nhiều bạn đổi ra tiền rất là khó nha đây nào ví dụ như là các bạn bấm vào cái phần tài sản nha thì ở đây á, các bạn chuyển sang tài khoản full -in nha các bạn phải chuyển từ tài khoản giao dịch sang tài khoản full -in nè rồi ở đây á, ví dụ các bạn muốn rút tiền á, thì các bạn bấm vào cái chữ rút tiền nè thì các bạn muốn rút cái đồng nào thì các bạn tìm kiếm đấy ví dụ ở đây mình sẽ ví dụ nha ví dụ ở đây mình sẽ rút USDT nè cái này ví dụ thôi các bạn đấy rồi các bạn chọn là rút trên chuỗi nè rồi tại đây thì các bạn có thể nhập cái địa chỉ ví mà bên ví dụ các bạn rút về uh, USDT trên sàn Remetano thì các bạn nhập địa chỉ ví vào đây và các bạn nhớ chọn đúng mạng nha, đây là mạng nè. Đấy, các bạn có thể chọn mạng Abitrum, Abitrum qua nè, đấy. Ví dụ là vậy nha các bạn. Rồi các bạn nhập số tiền số lượng vào đây là chúng ta có thể rút về nha. Còn bên dưới nè, các bạn có thể chọn tài khoản Funding hay là tài khoản giao dịch hoặc là các bạn có thể chọn cả hai. Còn mà bên dưới này nó có cái phí giao dịch nè. Rồi chúng ta dán địa chỉ vào đây nè. Rồi sau khi mà điền đầy đủ thông tin thì chúng ta gửi thôi các bạn gửi về tài khoản sàn Remetano thôi, nó cũng đơn giản Rồi nếu mà bạn nào mà à, đó là à, nó trả cái đồng AVV về ví Metamask Thì các bạn có thể chuyển từ ví Metamask lên cái sàn giao dịch Ok nha các bạn Thì các bạn cũng bấm vào cho mình cái phần tài sản là để mà các bạn lấy địa chỉ ví nha Rồi các bạn bấm vào cái nút mà à, đó là nạp tiền nè, các bạn chọn tài khoản full nha Các bạn bấm vào cái nút nạp tiền nè, rồi, rồi các bạn chọn nạp tiền mã hóa nè rồi tiếp theo đó là các bạn chọn nhập tìm kiếm cho mình cái đồng AVV nè. Đây, nó hiện ra AVV nè các bạn bấm vào thì ở đây các bạn chọn mạng AVV AB1 AV nha. Rồi tiếp theo là các bạn có cái địa chỉ này, các bạn copy địa chỉ ví này. Thì các bạn lên cái ví MetaMask, các bạn copy địa chỉ ví này, các bạn dán vào ví MetaMask để các bạn chuyển về đây nha. Đấy và các bạn nhớ chọn đúng mạng nha, đó là mạng Arbitrum qua nha, AVV là các bạn Arbitrum qua nha, các bạn nhớ chọn đúng mạng là được. Đấy như vậy là chúng ta sẽ chuyển lên cái sàn OKX để mà chúng ta có thể mà à, giao dịch mua bán cái đồng AVV à, trên cái sàn OKX nha các bạn. Rồi vào khi nào mà nó ra cái nó mở khóa cái đồng AVV á thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn, mình sẽ giao dịch uh, trực tiếp luôn nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký vào quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.